Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Khắp video ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng gần 8 giờ tối tại Cali. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và hôm nay là một ngày mà cũng có đầy thông tin luôn các bạn. Chủ yếu thường như chú tâm chia sẻ về tin tức. Và chúng ta thấy được là tuy là về giá Bitcoin đó, thì đã ngủ được một chút so với ngày hôm qua. Hôm qua giá đó lên gần tới mức là 72.000 đô. Thì bây giờ chúng ta đang xoay quanh mức là khoảng 70.000 đô. Nhưng mà cũng không sao đâu các bạn. Tại vì trên căn bản nó giá cũng đã có cái sự tăng trưởng rất là nhiều trong vòng hơn một ngày qua rồi chúng ta bây giờ chỉ thấy nguội là một chút mà thôi và cái mức giá hiện bây giờ đó so với cái định cũng không cách là bao nhiêu đâu các bạn đã nhớ chúng ta đã có cái định mới của bitcoin đó là lúc đó là vào giữa tháng 3 thì cách đây khoảng chừng 2 tháng các bạn lúc đó giá của btc cái mức cao nhất là 73.700 đô thì hiện bây giờ đó ngay cái mức là 70.000 đô chúng ta tính tới cái mức là 73.700 đô hay là 800 đô đó thì chúng ta nhìn thấy được là khoảng cách chỉ có là không tới 5.5% có nghĩa là nếu như Bitcoin không muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể đạt được định mới các bạn tại vì chúng ta biết là một ngày giá Bitcoin có thể tăng hơn 5% là chuyện cũng thường thấy nhưng mà hiện bây giờ đó thì chúng ta vẫn đang ở mức là 70.000 đô ngược lại đó thì đối với Ether thì vẫn tiếp tục giữ được cái mức giá tăng sau ngày hôm qua các bạn chúng ta nhìn thấy được là giá của Ether hiện bây giờ thì vẫn xoay quanh cái mức là gần 3.800 đô nghĩa là cái mức cao chúng ta đã từng thấy ngày hôm qua cho tới bây giờ và đương nhiên cái sự hứng thú liên quan tới Ether Spot ETF vẫn đang rất là cao và có rất nhiều tin tức ngày hôm nay phần lớn rất là tích cực các bạn nhưng mà thuận sẽ chia sẻ thêm một vài thông tin khác tại vì có cái gì đó nó lớn hơn đang xảy ra, không phải là chỉ riêng về e spot ETF đâu. Cái gì đó lớn hơn đang xảy ra về cái mặt chính trị của Hoa Kỳ hiện tại. thôi sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu rõ hơn. Nhưng mà chúng ta bây giờ đã hãy nhìn vào thị trường nói chung đi. Thì các bạn thấy được hôm nay đó thì có xanh, có đỏ. Nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái meme coin cũng tăng khá là mạnh đó các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là Pepe hôm nay tăng 26.8%, Floki gần 13% chúng ta có Dogecoin 5.3 chúng ta cũng có một số những cái Allcoin thì cũng giảm nhẹ sau khi tăng trưởng ngày hôm qua nhưng mà nói chung đó thì tình hình chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa vẫn giữ được và vốn hóa bây giờ so với ngày hôm qua cũng không khác nhiều hiện bây giờ là khoảng 2,7 nghìn tỷ về mặt tin tức đó, chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin nổi bật nhất mà nhiều người quan tâm đó chính là tình hình của Ether Spot ETF như thế nào các bạn đã biết là hiện bây giờ đó ở Hoa Kỳ là ngày 21 tháng 5 chúng ta đã biết là cái hạn chót để có cái kết quả liên quan tới Ether Spot ETF là vào ngày 23 có nghĩa là từ đây đến đó đó không còn tới hai ngày các bạn sẽ biết kết quả và chúng ta cũng có thể không cần phải đợi tới ngày đó đâu có thể là ngày mai có thể biết kết quả tại vì SEC đó có thể ra kết quả bất cứ lúc nào từ đây cho đến ngày 23 nhưng mà chúng ta cho dù đợi đến ngày hạn chót đi nữa đó thì cũng còn không đến hai ngày thì hồi sáng này thức dậy đây chúng ta bắt đầu thấy những thông tin tích cực như là chúng ta thấy được là Eleanor Torres của Fox Business News đã nói là các công ty phải nộp văn bản chỉnh sửa từ Smart ETF hạn chót là vào ngày hôm nay các bạn và điều quan trọng hơn đó, điều này tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã nhận ra được, đó chính là cái tính năng staking sẽ không được cho phép, nghĩa là những quỹ này đó khi mà họ có ether spot ETF giả sử như được thông qua đi, thì cái hoạt động nên nó sẽ tương tự như là bitcoin spot ETF, cái số lượng ether mà những quỹ này lưu trữ đó, nếu như được thông qua, cái số lượng ether đó chỉ được lưu trữ mà thôi, không được dùng để đem đi staking, đó là điều mà SEC đó không muốn hiện bây giờ. Và thêm vào đó, chúng ta nhìn thấy được là tòa báo Reuters cũng đã nói là SEC cũng kêu gọi sàn CBOE và sàn Nasdaq cập nhật ban bản Ether Spot ETF, nghĩa là mọi thứ vẫn đang tiến tới các bạn. Và thêm vào đó đó chúng ta nhìn thấy được là hai cái quỹ lớn và không chỉ riêng là hai quỹ này đâu các bạn, còn nhiều quỹ khác nữa tôi sẽ chia sẻ thêm. Trayscale và Fidelity đã nộp văn bản Ether Spot ETF chỉnh sửa và cả hai các bạn đã thấy được là họ đều đã loại bỏ chức năng staking càng rõ ràng hơn là SEC đã nói với họ là loại bỏ tính năng staking này rồi nộp trở lại nghĩa là như thường đã chia sẻ đó họ chỉ được lưu trữ mà thôi không được đem đi stake tại vì sao thì có thể là về ether họ có thể là không xem như chứng khoán nhưng mà ether mà đem đi stake đó, thì họ có thể xem như chứng khoán và có thể họ xem đó là một hợp đồng đầu tư chi tiết hơn đó là SEC có một cái quan điểm là nếu như mà người ta tự đem ether stake thì có thể là không vấn đề gì nhưng mà nếu như mà một ai đó họ đầu tư với một công ty mà lưu trữ ether rồi công ty đó dùng ether của mình để mà đem đi stake rồi chia lợi nhuận cho những cái cổ đông hay là những người mà đầu tư với họ thì đó là một hợp đồng đầu tư tại vì những người mà đầu tư với công ty đó đó họ đang chờ đợi nhuận và lợi nhuận đó là đến từ một công ty tập trung và công ty đó nỗ lực đem ETH đi stake rồi sau đó chia lợi nhuận với lại những nhà đầu tư cho nên đó là một cái hợp đồng đầu tư đó là cái quan điểm của SEC cho đến bây giờ cho nên các bạn thấy được là những sàn ở Hoa Kỳ như là sàn Coinbase thì đã không cho phép tiếp tục staking nữa và rất rõ ràng SEC cũng không có muốn những cái quỹ ETF này đem ETH đi stake rồi sau đó chia lợi nhuận cho những người cổ đông. Và chúng ta cũng đã thấy được trên màn hình chúng ta có cũng khá là nhiều những cái quỹ mà đang chờ đợi được duyệt. Chúng ta đương nhiên là có cái quỹ của VanEck là cái quỹ mà chúng ta sẽ có cái ngày hết hạn là ngày 23 tháng 5 Nhưng quỹ còn lại đó sẽ có ngày hết hạn xa hơn Nhưng mà các bạn cũng đã biết cái hoạt động của SEC Một là họ từ chối hết Hai là họ chấp nhận hết Tại vì những quỹ này sẽ tương tự như nhau Các bạn nhìn thấy được chúng ta cũng có cái quỹ ARK Invest Và trên màn hình nơi các bạn nhìn thấy chúng ta có hai cái quỹ Rayscale Một cái là Rayscale Ethereum Futures Một cái là Rayscale Ethereum Trust Cái sự khác biệt ở đây đó là một cái dựa vào hợp đồng tương lai các bạn Các bạn đã nhớ là Rayscale nộp hai cái đơn này chủ yếu là để làm bàn đạp lỡ như bị từ chối họ có thể là kiện SEC nhưng mà sau đó họ đã rút cái đơn Trayscale Ether Future rồi họ hiện bây giờ đó chỉ muốn có Trayscale Ether Spot ETF mà thôi nghĩa là phải lưu trữ Ether thật sự chứ không phải là lưu trữ hợp đồng tương lai của Ether và các bạn cũng đã biết là tương tự như là Bitcoin đó Trayscale đã có một cái quỹ Ether từ rất lâu rồi nhưng mà cái quỹ đó không phải là cái quỹ ETF nó không hoạt động như vậy mà người ta cũng không thể rút tiền trong đó ra được và bây giờ đó thì họ muốn đổi cái quỹ đó thành cái quỹ Trayscale Ether Spot cũng tương tự như họ đã từng có cái quỹ GBTC trước đây rồi sau đó họ chuyển cái quỹ đó thành cái quỹ GBTC Spot các bạn để có thể giao dịch như là một cái ETF mua bán hàng ngày thì điều này nghĩa là gì các bạn điều này đang nghĩa là nếu như được thông qua chúng ta cũng có thể thấy cái tình trạng tương tự xảy ra khi mà chúng ta có Bitcoin Spot ETF sẽ có một số người họ sẽ muốn bán tại vì họ đã chờ đợi để bán rất lâu rồi mà không bán được các bạn tại vì cái số lượng ether này nằm trong cái quỹ của rayscale ethereum trust hiện tại chỉ khi nào đổi thành rayscale ethereum spot etf thì họ mới bán được mà thôi cho nên khả năng chúng ta thấy được là rayscale cũng sẽ có một cái thời gian có thể là vài tháng dòng tiền âm họ có bao nhiêu ether thường sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa kế đó chúng ta có Invesco, chúng ta có Fidelity, chúng ta có iShare nghĩa là quỹ của BlackRock các bạn, chúng ta có Franklin và Bitwise. Nói chung những tên tuổi này cũng khá là quen thuộc và những gì mình thường vừa chia sẻ với các bạn cũng nghe rất là quen tại vì chúng ta cũng đã theo dõi quá trình để có Bitcoin Smart ETF rồi. Bây giờ thì quá trình đó cũng sẽ lặp lại đối với Ether chỉ là nó gấp rút hơn thôi các bạn cái quá trình của bitcoin spot etf nó kéo dài khoảng chừng là hai ba tháng các bạn khi mà hai ba tháng trước khi hết hạn đó thì sec bắt đầu là nói chuyện rồi kêu những công ty này nộp văn bản liên tục đợt này đó thì sec rất là im lặng mãi cho đến cách đây hai ngày thì sec mới kêu những công ty này bắt đầu nộp lại văn bản mà chỉnh sửa theo muốn của họ một cái rất là bất ngờ tại sao để Hương chia sẻ thêm với các bạn một số những cái thông tin để các bạn hiểu rõ hơn tình hình bây giờ như thế nào. Nhất là liên quan đến chính trị của Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể đang chứng kiến chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng như là SEC đang quay xe gấp rút các bạn chuyển qua để mà ủng hộ crypto. Và Bloomberg James Safer cũng đã chia sẻ là chỉ trong ngày hôm nay thôi, không phải là chỉ riêng Fidelity hay là chúng ta nói tới là Grayscale đã nộp đơn chỉnh sửa đâu. Chúng ta có VanEx, Invesco, ARK Invest cũng đã nộp đơn rồi các bạn. Tổng cộng đã có 5 công ty đã nộp văn bản chỉnh sửa cho đề xuất ETF của họ. Điều này là gì các bạn? Điều này cho thấy được là cái tin đồn ngày hôm qua tới bây giờ chúng ta nghe liên quan tới SEC kêu gọi các công ty nộp cấp các văn bản 19 b 4 Ether spot ETF Đó là sự thật các bạn Chứ không phải là tin giả đâu Thì các bạn có nghĩ đi Nếu như mà SEC muốn từ chối như đề xuất này Thì cần gì phải kêu những công ty này Chỉnh sửa văn bản, bản Nộp trở lại Chỉ để từ chối mà thôi họ có thể không làm gì hết các bạn đợi đến ngày rồi họ cứ đưa ra cái lý do mà họ đã muốn đưa ra từ bấy lâu nay để mà từ chối nhưng mà không các bạn họ kêu những công ty này chỉnh sửa văn bản để mà nộp lại gấp cho họ thì nếu như mà nói đây là động thái để mà chuẩn bị từ chối thì thường không có thấy hợp lý các bạn đương nhiên thường không phải là SEC thường không biết được là trong vòng hai ngày tới sẽ như thế nào nhưng mà những gì mà thường đọc được ngày hôm nay đó thì cái khả năng là nghiêng về là họ sẽ chấp nhận đó các bạn nhưng mà điều mà các bạn nên hiểu đó là lưu ý là để bắt đầu giao dịch một cây quỹ ETF ở Hoa Kỳ thì các bạn cần phải có hai đơn. Đơn thứ nhất đó chính là cái đơn 19B4. Những cái đơn mà chúng ta nói đến hồi nãy giờ mà họ chỉnh sửa chính là cái đơn 19B4. Một lần nữa có thể hiểu đơn giản đó 19B4 là cái đơn à, để có thể chỉnh sửa quy định để có thể có được một cái sản phẩm gọi là Ether Spot ETF. Nhưng mà cái đơn S1 đó phải được chấp thuận bởi SEC thì mới có thể được giao dịch. Tại vì cái đơn S1 này là cái đơn mà có chi tiết một cái sản phẩm của công ty giống như là BlackRock hoạt động như thế nào cái phí của họ là bao nhiêu thì chỉ khi nào mà chúng ta có đơn 19B4 và cái đơn S1 được chấp thuận thì mới có thể bắt đầu được giao dịch mà thôi và khoảng cách chấp thuận cái đơn S1 sau khi mà đã chấp thuận 19B4 có thể kéo dài nhiều tuần nữa các bạn có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể có thông tin là SEC cho thông qua đơn 19B4 nhưng mà phải đợi tới vài tuần thậm chí là vài tháng trước khi mà có thể giao dịch Ether Spot ETF cho nên đây điều mà các bạn cần nên hiểu không có phải là có thể giao dịch ngay lập tức đâu nhưng mà trong trường hợp của bitcoin spot etf đó, thì cả hai đều được chấp thuận hầu như là cùng một thời điểm cho nên ngay sau đó đó các bạn thấy được là vài ngày sau đã có thể giao dịch rồi và cũng tương tự như là cái thời điểm chúng ta đang chờ đợi bitcoin spot etf đó, những công ty họ cũng đã đang chuẩn bị các bạn hiện bây giờ đó thì vàng spot etf họ đã lấy cái mã chứng khoán là ETHV các bạn Nhưng mà cái này là họ lấy sẵn mà thôi Khi mà được thông qua thì họ sẵn sàng để mà giao dịch Đối với Thuận bây giờ đó thì trước đây vài ngày Trước khi mà có những thông tin này Thì các bạn đã nhớ Thuận chia sẻ là Thuận đã có cái tâm lý Là sẽ không được thông qua Nếu như được thông qua đây thì đó sẽ là một cái bất ngờ Đương nhiên bất ngờ tốt rồi ngay bây giờ ra tâm lý của thuận và thuận nghĩ là nhiều người tâm lý bây giờ là sẽ được thông qua nếu như mà không được thông qua thì đó mới là một cái sự bất ngờ đó các bạn nhưng mà chúng ta thấy được là baron baron là một cái trang web cũng liên quan đến thông tin tài chính rất lớn các bạn thì baron đã chia sẻ là thông tin họ nhận được là sec thông báo cho các sàn giao dịch là họ đang nghiêng về việc là phê duyệt những quỹ ethereum spot etf vẫn chưa chắc chắn 100% các bạn đã thấy được là cái phần trăm bây giờ rồi của Bloomberg là khoảng 75% sẽ được thông qua nhưng mà cũng rất lạc quan các bạn và thêm vào đó chúng ta thì được thêm một cái công ty nữa đó chính là ngân hàng Standard Chartered thì ngân hàng Standard Chartered cho biết là họ dự đoán SEC sẽ phê duyệt Spot Ethereum dẫn đến dòng tiền là đâu đó khoảng chừng 15 cho đến 45 tỷ đô la vào các quỹ này trong 12 tháng đầu tiên nói chung đó là con số này đã thường cũng không có biết là có quá nhiều hay không các bạn tại vì chúng ta đã biết là hiện bây giờ nói tới dòng tiền của Bitcoin Spot ETF đó thì trong vòng khoảng chừng là hơn 3 tháng là khoảng chừng 12 tỷ thì nếu nói là cái dòng tiền đi vào quỹ Spot Ethereum là 15 tới 45 tỷ trong vòng 12 tháng đó thì cũng không phải là không thể nhưng mà thùng cảm thấy nó cũng hơi cao một chút nhưng mà họ cũng nhấn mạnh là dòng tiền đến từ những quỹ Ethereum Spot ETF có thể đẩy giá Ether lên tới mức là 8.000 đô la vào cuối năm 2024. Thì cái mà họ đang nói đến là cái chúng ta nói đến thường xuyên liên quan đến khi mà các bạn thấy là có dòng tiền dương ở trong cái thị trường Bitcoin Spot ETF có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là số tiền đó sẽ được dùng để mà thu mua Bitcoin và thường họ sẽ thu mua ở trên sàn OTC các bạn như là sàn dòng ngoài. Nó sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả nhưng mà khi mà không còn những cái Bitcoin trên sàn OTC nữa tại vì cái lực mua quá lớn dẫn đến cú sốc nguồn cung dẫn đến là họ sẽ mua trên sàn spot và giá cả sẽ tăng vọt và đó cũng là điều mà bây giờ ngân hàng sau này cho đã nói khi mà có ether spot ETF rồi có thể dòng tiền cũng sẽ dẫn đến cú sốc nguồn cung dẫn đến giá của ether có thể lên tới 8.000 đô la vào cuối năm nay các bạn họ nói là cuối năm nay chứ không phải là năm sau nghe rất là bullish và lạc quan và đương nhiên thì thường rất là thích các bạn và đương nhiên thường tin là từ spot etf sẽ rất tốt dài hạn cho ethereum nhưng mà về ngắn hạn đó, thì các bạn nên biết là Trayscale có gần 3 triệu ethereum trong quỹ trust của họ khi chuyển qua spot etf đó, thì khả năng là cũng sẽ có người bán cũng như là khi mà có Bitcoin Spot ETF thì các bạn cũng đang nhớ là sau khi có Bitcoin Spot ETF thì hầu như là hơn 2 tháng rưỡi đầu. Ngày nào, RACIAL cũng bán hết các bạn. Lý do tại vì có rất là nhiều những cái Bitcoin nằm trong đó. Trước đây họ không thể bán được, bây giờ họ có thể bán được và rất nhiều người muốn thoát ra. Và một phần đó là liên quan đến cái phí của Trayscale quá nhiều và các bạn nên biết là cũng có những cái đơn vị mà cần phải bán khi mà có Bitcoin Spot ETF thông qua tại vì họ lưu trữ GBTC đó chính là những đơn vị như chúng ta nói tới là công ty Genesis họ phá sản họ cần phải bán chúng ta có FTX họ phá sản họ cũng cần phải bán chúng ta không biết được là những cái công ty đó có sở hữu Ether trong khu vị Ether Trust hay là không và nếu như có đó thì khi mà Trayscale Ethereum Trust được chuyển thành Trayscale Spot ETF thì cũng sẽ có một cái lượng bán nhưng mà thêm vào đó một điều nữa chúng ta nên biết là Scale đã có một cái CEO mới rồi và rất nhiều người cho có tin đồn mà thôi các bạn là CEO cũ là Michael Sonnenshine đã phải từ chức sau 10 năm 10 năm làm cho công ty Rayscale cuối cùng đã từ chức các bạn thì nhiều người nói là tại vì ông đã tính toán sai lầm cái số lượng tiền rời khỏi Rayscale Bitcoin Trust khi mà chuyển thành Rayscale Bitcoin ETF đó, nó quá lớn các bạn hơn phân nửa số tiền đã rời khỏi tại vì cái phí quá cao đúng là có một số người họ cần phải bán nhưng mà cái số còn lại họ chỉ rời khỏi tại vì cái phí cao quá mà thôi cho nên cuối cùng ông đã bị mất chức và CEO mới này có thể là sẽ học hỏi từ kinh nghiệm đó và có thể là sẽ có một cái mức phí hợp lý cho quỹ Ether Smart ETF Kim đã được thông qua cho nên cho nên có thể là có khả năng cái số lượng tiền rời khỏi cái dòng tiền rời khỏi đó sẽ không có nhiều như thì chúng ta đã chứng kiến liên quan tới Bitcoin Smart ETF không biết các bạn khi nào thông qua mới biết được và quan trọng hơn hết là cái nguồn cầu đó bao nhiêu các bạn chúng ta đã chứng kiến sau khi mà có Bitcoin Smart ETF thì cái tuần đầu tiên đó là cái tuần mà chúng ta thấy được là giá có cái sự điều chỉnh phần lớn tại vì chúng ta thấy được là có hiện tượng là mua tin đồn bán tin thật nhưng mà sau đó cho dù là Trayscale bán nhiều đi nữa đó từ tháng 2 tới cuối tháng 3 giá cả của Bitcoin tăng liên tục tại vì cái điều quan trọng hơn hết cuối cùng đó là dòng tiền dương hay là âm tổng cộng các bạn cho dù là có tiền rời khỏi những cái quỹ của Grayscale đi nữa thì miễn là cái dòng tiền mua nó nhiều hơn thì nó sẽ áp đảo được và giá cả vẫn có thể tăng nếu như chúng ta thấy có cú sốc nguồn cung các bạn khi mà dòng tiền mua nó quá nhiều ngày này qua ngày nọ cho nên những yếu tố chúng ta không biết các bạn và có được thông qua hay không thì không tới hai ngày bây giờ đó thì rất nhiều người nghĩ là sẽ được thông qua nếu như mà không được thông qua thì sẽ rất là đỏ luôn và có thể các bạn cảm thấy rất là bất ngờ trong vòng hai ngày qua khi mà mọi thứ nó giống như là 180 độ Thật ra không phải là riêng các bạn đâu Ai cũng bất ngờ hết các bạn Ngay cả những người mà cực kỳ kỳ cụ trong thị trường này Những người mà họ có nói chuyện với những nhà lập pháp hàng ngày Và những nhà điều hành hàng ngày Thì họ cũng bất ngờ luôn Trong đó chúng ta có hai người đó chính là Jack Javinsky và Hasep Koreski các bạn Và hai người này đã, bình luận như thế nào Về tình hình hiện bây giờ liên quan tới Ethersport ETF Thứ nhất là Jack Javinsky các bạn Ông là giám đốc pháp lý của Variant Fund Thì đây là một quỹ đầu tư các bạn Và ông nói là nếu như mà spot ether ETF được phê duyệt đó sẽ là một cái cú sốc thực sự đối với tất cả những người tôi biết tại Washington DC những người gần gũi với cái quá trình này điều đó không có nghĩa là nó không có xảy ra tôi chỉ nói là nó có nghĩa là việc phê duyệt ether ETF có thể báo hiệu một sự thay đổi lớn trong chính sách crypto của Hoa Kỳ sau cuộc bỏ phiếu hủy bỏ sáp 121 hủy bỏ cái quy định của SEC đó chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa có lẽ còn quan trọng hơn cả ether được phê duyệt thì cũng giống như tôi đã chia sẻ ngày hôm qua các bạn quan điểm của Jack Slavinsky đó là chúng ta quan tâm đến y tưởng có được phê duyệt hay là không. Nhưng mà khi mà Italy được phê duyệt đó nếu như điều đó xảy ra thì đó là một cái dấu hiệu khác hoàn toàn các bạn. Đây là một cái dấu hiệu đổi chiều của chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Đó không phải là chỉ liên quan đến Ether không đâu các bạn Ethereum chỉ là một phần mà thôi nó có cái sự thay đổi rất lớn là cái quan điểm đã được thay đổi rồi cho nên SEC bây giờ mới quay đầu để mà nghiêng về cho phép Ether Spot ETF các bạn và Hasef Qureshi, giám đốc cấp cao của một quỹ đầu tư là Dragonfly thì cũng đã nói là Biden sẽ phải nới lỏng chính sách về crypto khi mà tiến gần vào cuộc bầu cử biden sẽ không muốn mất phiếu trong một cuộc đua quan trọng chỉ vì một vấn đề nhỏ đối với ông sự thật ở đây đó là các bạn đã thấy là bây giờ đó thì uh cựu tổng thống Donald Trump rất lớn tiếng ủng hộ crypto và các bạn có nhớ lần cuối cùng tổng thống Biden nói về crypto là khi nào hay không? Hầu như là không nhớ luôn các bạn. Tổng thống Biden hầu như cũng không có nhớ là lần cuối cùng ông thật sự quan tâm và nói về crypto là khi nào. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là đối với ông cái này là một phần nhỏ mà thôi. Ông có những thứ khác ông quan tâm nhiều hơn các bạn liên quan đến chính trị, chiến tranh vân vân. Nhưng mà liên quan đến crypto đó thì hầu như ông không có quan tâm thì những cái mà ông không quan tâm đó ông sẽ có những người tư vấn giống như khi mà ông ra ứng cử thì giống như là liên quan đến học vấn đi liên quan tới trường học thì ông sẽ hỏi những người tư vấn cho ông. Ông sẽ hỏi là bây giờ đó về phương diện trường học thì có vấn đề gì gây ra tranh cãi và những vấn đề đó đó thì tôi nên đứng về phía nào để có phiếu bầu nhiều nhất. Và ông cũng sẽ làm tương tự với những cái ngành khác như, như là về khí hậu đi. Thì có vấn đề gì đang được tranh cãi trong cộng đồng liên quan đến khí hậu và khoa học và những vấn đề đó đó tôi nên đứng vào phía nào. Thì cũng tương tự các bạn ông sẽ hỏi rất nhiều những cái vấn đề giống như liên quan đến crypto đi. Thì những cái gì bây giờ đã được tranh cãi trong crypto và tôi nên đứng về cái phía nào các bạn và rất là rõ ràng đó có thể là một ai đó đã tư vấn sai cho ông khiến cho ông đứng vào một cái bên mà không có tốt với crypto các bạn nhưng mà nếu như mà đây không phải là vấn đề mà ông thật sự quan tâm thì cũng không có lý do gì mà ông muốn có cái rủi ro là mất phiếu bầu chỉ gì một vấn đề mà có thể ông không quan tâm nhiều có thể đó là gì mà đang xảy ra hiện bây giờ thường chia sẻ thêm một số những thông tin với các bạn tại vì ngày hôm nay đó thì uh, cụ cựu tổng thống Donald Trump đã chính thức chấp nhận nguyên góp bằng crypto các bạn đã nhớ là trong cái uh, cuộc phát biểu gần đây đây thì có người hỏi ông là ông có chấp nhận nguyên góp crypto hay là không? Thì ông nói là câu trả lời là có. Nếu như mà vẫn chưa, đó tôi sẽ nói với lại những cái người làm việc cho tôi để chấp nhận crypto. Và các bạn thấy được là bây giờ đó, trên trang web đã chính thức chấp nhận cho các bạn quyên góp crypto rồi. Những đồng như chúng ta nhìn thấy trên màn hình là bitcoin, xrp, usdc vân vân. Chỉ trong vòng vài năm thôi chúng ta đã đi từ lo sợ các chính phủ cấm crypto tới ứng cử viên. Tổng thống Hoa Kỳ chấp nhận quy góp đồng crypto. Chúng ta đã đi một khoảng đường rất là xa các bạn trong thời gian ngắn. Nhìn lại mới thấy được chúng ta đã đi xa tới cỡ nào rồi. Tuần này đã là một tuần rất là sôi động và quan trọng đối với crypto Hoa Kỳ các bạn. Chúng ta có 3 điều. Thứ nhất là dự luật FIT21. Đây là dự luật hiểu đơn giản là cơ cấu thị trường crypto sẽ được bỏ phiếu vào chiều mai. Kế đó là quyết định phê duyệt hoặc từ chối Ethereum ETF trong vòng 48 giờ tới các bạn. Rất nhiều động thái theo hoa tới bây giờ như thường chia sẻ với các bạn. Và chúng ta thì là Tổng thống Joe Biden phải quyết định có phủ quyết hoặc ký thông qua SAP 121 để hủy bỏ quy định SEC trước ngày 2 tháng 6 hay là không. Đó là những gì mà chúng ta sẽ chờ đợi trong tuần này các bạn. Và có một cái thông tin nữa có thể là các bạn sẽ không có cảm thấy là liên quan đến crypto nhưng mà nó có liên quan đến crypto các bạn. Đó chính là một người tên là Martin Greenberg ông là chủ tịch của tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang Hoa Kỳ hay còn gọi là FDIC. Các bạn đã nhớ là những lúc mà chúng ta có những cái ngân hàng bị sụp đổ đó, những ngân hàng địa phương thì bạn đã thấy được là sau khi mà bị sụp đổ sẽ bị tiếp quản bởi một công ty có tên là FDIC các bạn. Đây là cái công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang Hoa Kỳ. Thì người này đó các bạn, Martin Greenberg, chủ tịch của FDIC sẽ từ chức sau một cuộc điều tra nội bộ cho thấy là môi trường làm việc

Martin Greenberg là một người mà rất là chống đối crypto các bạn và có khả năng góp phần trong chiến dịch điểm ngạt thở 2.0 nhằm hạn chế các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho công ty crypto. Thì những người nào mà đã ở trong thị trường này đã cách đây khoảng chừng 2 năm nó sẽ nhớ có một cái thời gian chúng ta thấy được là có hàng loạt những cái tin tức liên quan tới một số những dự án, một số những cái sàn họ không có được những cái đối tác ngân hàng hay là một số ngân hàng họ bị hăm dọa bởi FDIC là không cho phép họ cung cấp dịch vụ cho crypto các bạn nếu như mà họ cung cái dịch vụ cho thị trường crypto thì sẽ bị này bị kia bị điều tra đó là cái chiến dịch gọi là điểm nhạc thở 2.0 và khi chúng ta nhìn vào cái hình bên dưới này ra đây là cái đội quân chống crypto của thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và có dấu hiệu họ đang tan đã các bạn tại vì thượng nghị sĩ Warren đương nhiên một bình bà đó thì không thể nào mà cấm crypto hay là đưa ra luật được các bạn tất cả luật đều phải được bỏ phiếu rất rõ ràng là khi bỏ phiếu đó thì cái phần thắng của bà không chắc chắn cho nên bà đã mượn tay một số người để mà đàn áp thị trường này trong đó chúng chúng ta có những người như này chủ tịch sec và chủ tịch của FDIC các bạn thì sẽ mượn tay những người này để trong quyền hành cho phép của họ khiến cho thì crypto không có phát triển được và cuối cùng đó, thì martin rinberg thì cũng sẽ từ chức các bạn đội quân của bà đang tan rã trước mắt chúng ta và các bạn có thể thấy được là có rất nhiều tin đồn đặc biệt là một tin từ giám đốc quản lý cấp cao của coinbase và đã chia sẻ ra giọng điệu từ sec đã thay đổi chỉ sau một đêm cảm nhận là chính quyền của tổng thống joe biden đang hoảng loạn các bạn đây là cái thông tin được chia sẻ bởi coo của sàn coinbase và cũng có một cái tin tức nữa các bạn đây là một cái tấm hình được chụp lại bởi một ai đó hiện bây giờ được chia sẻ rất là nhiều và tôi cũng không có biết được là cái hình chụp này nó có thật hay là không nhưng mà nếu như là thật đó thì nó lại cho chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn chuyện đang xảy ra để chia sẻ để bạn hiểu rõ hơn. Đây là cái tấm hình mà một ai đó gửi cho những người mà đang làm cái công việc là quyên góp tiền cho Tổng thống Joe Biden để mà ra ứng cử trước Tổng thống vào tháng 11 này thì à, các bạn thấy được là trong cái tin nhắn này đó thì chủ yếu nói là đội chiến dịch bầu cử của Tổng thống Biden đã chia sẻ là tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Các công ty crypto và dầu hỏa đang quyên góp rất nhiều tiền cho Trump. Chỉ tính riêng tháng 4 thôi đã được 76 triệu đô la rồi, nhiều hơn bên Tổng thống Joe Biden. Thì nếu nếu như mà cái tin này là thật đó các bạn thì cũng có thể giải thích được tại sao chúng ta lại thấy được là nhiều đảng viên, đảng Dân Chủ ở quốc hội đã quay xe hộ crypto và bỏ phiếu chống SEC cũng như là SEC đột ngột nhiên về chấp nhận Ether Spot ETF rất rõ ràng là áp lực chính trị các bạn liên quan đến tiền nguyên góp liên quan tới sợ mất cái phiếu bầu tại vì các bạn đã thấy được là ngay cả lãnh đạo ở thượng viện các bạn của đảng dân chủ đó chính là Chuck Schumer cũng đã không có đồng quan điểm về thượng nghị sĩ Warren một lần nữa các bạn thấy được là cái đạo quân chống crypto của thượng nghị sĩ Warren đang tan đã từ từ ngay cả người của đảng của bà cũng không ủng hộ luôn các bạn. Thì có thể là các bạn không biết đứng ra bầu cử rất là tốn kém các bạn, rất là tốn tiền, tiền chạy quảng cáo, thuê hội trường, thuê nhân viên vân vân, rất là tốn kém luôn. Năm 2020 đó thì dựa theo cái thống kê được chia sẻ bởi Open Secret, các bạn nhìn thấy được đây là một năm mà bầu cử tổng thống cực kỳ tốn kém luôn. Năm 2020, tổng cộng bầu cử tổng thống, cả hai người luôn các bạn, lúc đó chính là Trump và Biden, thì tổng cộng là đã chi tiêu 5,7 nghìn tỷ. Trong khi chúng ta nhìn thấy được là bầu cử quốc hội, tại vì lúc đó cũng là lúc mà bầu cử nhiều ghế quốc hội các bạn, cũng giống như là năm nay. Cho nên chúng ta thấy được là có nhiều nghị sĩ bây giờ họ cũng đang tranh thủ để đứng ra để mà tranh cử trở lại thì bầu cử quốc hội tổng cộng cho tất cả những ứng cử viên đó đã chi tiêu là 8,7 tỷ đô la các bạn con số không hề nhỏ tổng cộng đó cả hai bên chi tiêu là tới 14.4 tỷ đô la con số này là cực kỳ lớn các bạn cho nên có thể là họ không quan tâm đến chúng ta nhưng mà họ rất quan tâm đến tiền ủng hộ từ các công ty và các công ty có rất nhiều tiền đó là những gì mà đã được chia sẻ ngày hôm nay và các bạn có thể thấy được là chống đối và đàn áp crypto có thể là quyết định tồi tệ nhất trong sự nghiệp chính trị của thượng nghị sĩ elizabeth warren Quả trình thông tin tới ra đó thì các bạn đã thấy được có một điều cũng khá là thú vị đó chính là công ty Prometheum Mỗi lần thường nghe cái tên này thì thường lại nhớ tới cái phim Prometheus và thật ra gần đây thường cũng đang xem phim 1899 các bạn không biết các bạn đã xem hay chưa những bài nào mà xem rồi hãy comment bên dưới Thuận thì xem cũng khoảng hơn phân nửa đấy các bạn và trong đó cũng có cái tàu Prometheus cho nên mỗi lần thường nghe cái tên Prometheum thường lại nghĩ tới Prometheus thì Prometheum đã ra mắt dịch vụ lưu ký Ethereum dưới dạng chứng khoán các bạn điều này cực kỳ thú vị luôn tại vì các bạn đã biết là công ty Prometheum đã khởi động thử nghiệm dịch vụ lưu ký nghĩa là lưu trữ ether cho người ta vào ngày 17 tháng 5 và dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 6 Ripomitium coi y e, tờ đề chứng khoán đã gây ra nhiều sự tranh cãi trong cộng đồng crypto và chúng ta cũng đã nói khá nhiều về cái công ty Ripomitium này. Trước đó đó vào tháng 5 năm 2023 SEC đã chính thức cấp phép cho Prometheum nhưng mà đây là một công ty ma các bạn, không có hoạt động. Đây là một cái công ty mà chỉ có vỏ bọc bên ngoài mà thôi và khi mà công ty này đến quốc hội đó cũng đã bị tra hỏi rất là nhiều. Nói chung đó là rất nhiều công ty đã phàn nàn là SEC đó cứ nói là cứ tới đăng ký nhưng mà tới không đăng ký được, không ai đăng ký được các bạn, ngay cả sàn Robinhood cũng không đăng ký được luôn, chứ đừng nói tới những sàn như là Coinbase thì uh, sau đó SEC đó không biết lấy đâu ra một cái sàn gọi là Prometheum rồi lại đưa cho họ một cái bằng mà có thể hoạt động chứng khoán được và công ty Prometheum này đã sử dụng cái bằng đó và bây giờ nói là Ethereum được chứng khoán và bây giờ họ sẽ cung cấp dịch vụ trong khi mà từ khi bắt đầu tới bây giờ đây là một công ty ma mà thôi các bạn họ chưa có bất cứ dịch vụ nào hết nhưng mà bây giờ đó họ ra mắt dịch vụ Ethereum nhưng mà họ gọi Ether để chứng khoán nói chung đó thường không biết cái này nó có ảnh hưởng nhiều đối với lại Ether Spot ETF hay là không tại vì nếu như mà Ethereum spot ETF được thông qua đó thì cũng đồng nghĩa là ether không phải là chứng khoán các bạn. Thì lúc đó Prometheum cũng không đáng quan tâm đâu. Hôm nay các bạn thấy được là có rất nhiều tin tức liên quan tới ether spot ETF. Đây là cái tin lớn nhất ngày hôm nay nhưng mà tuy là những thông tin rất lạc quan, điều mà làm mình lạc quan hơn đó là hai điều các bạn thứ nhất là Tether vừa in thêm 1 tỷ đô la ngày hôm nay các bạn 1 tỷ USDT và đương nhiên Paolo Adorno các bạn CEO của Tether cũng copy và paste nói là in sẵn mà thôi chứ chưa phát hành <laughs> lúc nào cũng là như vậy và chúng ta thấy là không chỉ riêng là Tether đâu, Circle cũng vừa in thêm 250 triệu USDC. Và các bạn đã biết quan điểm của Thuận rồi, miễn là Tether và bây giờ là USDC vẫn tiếp tục in, thì Thuận chưa có lo lắng các bạn, khi nào mà họ im lặng, không in một thời gian dài, lúc đó Thuận mới lo lắng. <laughs> và chúng ta bây giờ nói tới Bitcoin Smart ETF đi thì ngày hôm nay kết quả ra sao? Kết quả rất là tốt các bạn. Kết quả ngày hôm nay thì các bạn thấy được là chúng ta có BlackRock là tiếp tục thu mua rất là nhiều đã lấy lại phong độ rồi các bạn BlackRock đã mua 291 triệu đô la kế đó là phải đi mua 25.8 triệu đô la chúng ta lại có hai cái quỹ là Vanex và Bitwise họ lại bán các bạn nhưng mà con số không đáng kể là 5.9 triệu và 4.2 triệu mà thôi và Trayscale hôm nay đó thì không mua cũng không bán nhưng mà các bạn đã thấy rất rõ ràng là cái lực mua đến từ BlackRock thì quá lớn chỉ riêng Fidelity thôi đã cũng đã mua nhiều hơn là Vanex và Bitwise cộng lại rồi thì các bạn thấy hôm nay đó kết quả là chúng ta có một ngày mà rất là dương luôn 306 triệu và chúng ta cũng nói rất nhiều rồi con không có muốn lặp lại trong video này nhưng mà trên căn bản đó chúng ta sẽ thấy cái cú sốc nguồn cung xuất hiện khi mà ngày này qua ngày nọ có cái số lượng lớn như vậy thu mua các bạn 100 200 triệu mỗi ngày đã rất lớn rồi tại vì mỗi ngày chỉ có 450 Bitcoin được đào ra mà thôi và có nghĩa là khoảng chừng 30 triệu thôi các bạn tính cái mức giá là khoảng 6 mấy 70 ngàn đô đó thì chỉ có khoảng chừng 30 triệu đô la Bitcoin được đào ra thôi mà cái lực mua như thế này hôm nay có thể là vẫn còn cái số lượng trên sàn OTC ngày mai có thể vẫn còn nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ không còn các bạn dẫn đến cú sốc nguồn cung dẫn đến giá Bitcoin sẽ tăng giống như chúng ta đã từng thấy vào tháng 2, tháng 3 nếu như mà chúng ta tiếp tục thấy cái áp lực mua đến từ những quỹ Bitcoin Smart ETF như vậy các bạn có nghĩ đi mỗi ngày họ lên trên sàn OTC họ nói là bán cho tôi 100 triệu Bitcoin 300 triệu Bitcoin 250 triệu Bitcoin các bạn có thật sự nghĩ là mỗi ngày có nhiều người như vậy đợi trên sàn OTC đeo bán hay là không tôi không nghĩ như vậy đâu các bạn tới một lúc nào đó họ sẽ nói là không còn gì để bán nữa Bây giờ chúng tôi phải lấy từ sàn spot Và tính tới thời điểm bây giờ đó thì các bạn nhìn thấy được là Drayscale và BlackRock đã rất gần nhau rồi Drayscale vẫn là cái công ty có nhiều Bitcoin hơn các bạn 289.511 Bitcoin Nhưng mà BlackRock đã đến rất gần rồi 281.900 Bitcoin Cứ tiếp tục như vậy đó thì trong vòng khoảng chừng là 1-2 tuần nữa Thì BlackRock sẽ trở thành cái quỹ lớn nhất Lưu trữ nhiều Bitcoin nhất các bạn Và chúng ta cũng có cái thông tin đến từ Hồng Kông Thì cũng lạc quan Chúng ta nhìn thấy được là Hồng Kông đó thì hai ngày trước đó là dòng tiền âm các bạn nhưng mà hai ngày gần đây thì chúng ta có cái thông tin là có dòng tiền dương nói chung đó thì các bạn nhìn thấy được hiện bây giờ đó tất cả quỹ bitcoin spot etf ở hồng kông lưu trữ là ba sáu trăm chín mươi btc nghĩa là khoảng hai trăm năm mươi triệu thôi cũng được các bạn cũng là tin lạc quan tuy là con số này thật sự không nhiều khi mà so sánh với lại Hoa Kỳ các bạn, các bạn nhìn thấy được là chỉ tính riêng ngày hôm nay mà thôi dòng tiền đã là 306 triệu rồi một ngày thôi các bạn. <laughs> Chứ đừng nói tới là từ khi bắt đầu tới bây giờ, từ khi bắt đầu tới bây giờ đó chúng ta được con số đó gần 13 tỷ rồi. Trong khi mà ở Hồng Kông đó thì rất là chậm các bạn, hiện bây giờ chỉ lưu trữ khoảng chừng 250 triệu mà thôi. Thì tình hình nó là như thế này các bạn, chúng ta có Fidelity, chúng ta có BlackRock, rồi chúng ta có Hồng Kông Spot ETF các bạn. <laughs> có ba người trên hình nhưng mà chỉ có hai người chơi game mà thôi. <laughs> Và có rất nhiều bạn hỏi thuận về cập nhật liên quan tới Bitcoin Hitmap Thì Thường cũng đã tìm được cái phiên bản mới nhất của bạn Phiên bản này là Thường đã đăng ngày hôm qua Và cách đọc đó những bài nào mà mới đến kênh thì cũng đơn giản thôi Các bạn nhìn thấy được là ở bên tay trái đó chúng ta có những cái nhóm địa chỉ ví Dưới một Bitcoin 1 tới 10, 10 tới 100 và hơn 10 ngàn Bitcoin của bạn nhưng địa chỉ ví rất là lớn Và ở bên tay phải đó chúng ta có một số màu các bạn Đơn giản là màu đỏ là phân phối như là Bitcoin rời khỏi ví Màu xanh nghĩa là tích lũy càng đỏ là càng phân phối và càng xanh là càng tích lũy. Nhưng mà đến ngày hôm nay đó, cho dù chúng ta nhìn thấy được là giá đã có, có sự hồi phục lại và thật ra bây giờ đã rất là gần đỉnh rồi. Cộng với là chúng ta lại có dòng tiền đã trở lại với Bitcoin Smart ETF nhưng mà hiện bây giờ tất cả đều đang đỏ có thể đã có sự trì hoãn các bạn cũng chưa có rõ nữa tại vì cái chỉ số này nó cũng khá là mới đó chúng ta cũng đã thấy được là không có nhiều lịch sử các bạn chỉ số này đó trên màn hình chỉ tính từ tháng 8 của năm ngoái tới bây giờ mà thôi và thường nhớ chiều dài lịch sử này đó là chỉ có từ khoảng chừng tháng 4 của năm 2023 tới bây giờ mà thôi khoảng chừng một năm thôi các bạn chứ không phải là một cái chỉ số mà có lâu đời đâu thì hiện bây giờ nó là như vậy các bạn Tất cả đều đang đỏ hiện tại Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới Có phải là chúng ta đang chứng kiến có, có sự trì hoãn Tại vì chúng ta thấy được là động thái mua và bán Thì nó khác với động thái tích lũy và phân phối Cho nên có thể là những cái quỹ mua Nhưng mà họ chưa có tích lũy vào ví của mình Cho nên tất cả đều đang đỏ hiện tại Hay là không Có thể ba ngày nữa chúng ta mới thấy nó chuyển thành màu xanh Thường sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn phiên bản mới nhất Và hôm nay đó thì Đương nhiên giá rất là gần đỉnh các bạn thì phần trăm có lời rất là nhiều. Có thể nói được là chỉ những người nào mà mua hơn 70.000 đô thì mới không có lời hiện tại mà thôi chứ còn tất cả mua dưới 70.000 đô là đều đã có lời các bạn và cái mức hiện tại đó đã cao hơn cả cái đỉnh của năm 2021 rồi. Và hôm nay đã phần trăm có lời là 96.71%. Và chúng ta còn vài thông tin khác nên thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Ripple và SEC đó thì có khả năng là khả năng thôi các bạn chúng ta sẽ sắp sửa câu hỏi kết thông tưởng nữa là phải chờ thêm một năm nữa nhưng mà hiện bây giờ đó thì các bạn nhìn thấy được là cái vấn đề mà sẽ được xử bởi thẩm phán Torres đó chính là hai bên sẽ đóng phạt thỏa thuận như thế nào các bạn tại vì các bạn đã biết là liên quan tới vụ kiện này nên nó có nhiều phần khác nhau cái phần mà chúng ta đều biết đó chính là xrp không phải là chứng khoán nhưng mà cái phần mà sec thắng đó chính là lúc mà công ty ripple bán xrp trực tiếp cho một nhà đầu tư thì họ rao bán họ có những cái thông tin bán hàng các bạn và những cái văn bản và trong đó có những cái hứa hẹn là thu mua và họ sẽ tìm cách để có nhiều công ty sử dụng đồng xrp vì lý do đó vì họ chào bán và họ hứa hẹn cho nên đó là hợp đồng đầu tư khi mà họ bán trực tiếp cho một ai đó chứ còn khi mà bán trên sàn đó thì không phải hợp đồng đầu tư của bạn tại vì khi các bạn mua XRP trên sàn các bạn đâu có biết các bạn mua từ ai đâu cho nên khi mà các bạn mua thì các bạn chỉ biết cái thu token mà thôi nhưng mà những người này khi mà họ mua trực tiếp với công ty Ripple thì công ty Ripple đó đã hứa hẹn và họ rất nhiều điều và vì lý do đó họ sẽ phải đóng phạt đóng phạt bao nhiêu đó thì các bạn thấy được bây giờ vẫn chưa có biết SEC đó thì đòi là 2 tỷ đô la còn Ripple thì nói là 2 tỷ, làm gì nhiều vậy, tôi chỉ đóng có 10 triệu mà thôi. Cho nên phải chờ thẩm phán, phán quyết xem có cái mức phạt nào mới gọi là hợp lý. Về tình hình chung của thị trường thì các bạn đã thấy được là cả ba chỉ số chứng khoán ngày hôm nay đều xanh. Chúng ta có chỉ số Dow Jones tăng 0.17%. S&P 500 đó thì tăng 0.25 và Nasdaq đã tăng 0.22% và chỉ số Nasdaq, chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ đó cũng đã đạt đỉnh mới ngày hôm qua. Pre-market thì bây giờ đó thì không thay đổi nhiều các bạn, cả ba chỉ số đó đều ở à, cái mức là 0.01, 0.05 mà thôi, có nghĩa là cũng không thay đổi sau khi đóng cửa. Chúng ta nhìn thấy được là chỉ số của dầu đó thì đã giảm ngày hôm nay các bạn giảm 0.79%. Có một cái thông tin có thể ảnh hưởng đến giá dầu đó chính là hôm nay đây chính quyền của tổng thống Joe Biden đã thông báo là họ sẽ phát hành một triệu thùng dầu từ một kho dự trữ ở Đông Bắc. Các kho dự trữ này đó chủ yếu dự trữ để hỗ trợ khi mà xảy ra thiên tai mà thôi. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết đây là một động thái nhằm hạ giá xăng trước mùa hè. Các quan chức của Bộ Năng lượng cho biết điều này sẽ giúp tạo ra giá xăng thấp hơn vào ngày 4 tháng 7 các bạn lễ kỷ niệm ngày độc lập. Và động thái này đó đương nhiên sẽ góp phần giúp hạ phần trăm lạm phát. Các bạn nhìn thấy được là chúng ta càng ngày càng tiến gần tới bầu cử thì càng sẽ nhiều cái động thái để mà có thêm phiếu bầu các bạn và crypto cũng không ngoại lệ và đương nhiên về giá cả xăng dầu cũng không ngoại lệ các bạn và đây cũng có thể lý do tại sao mà chúng ta nhìn thấy là hôm nay thì giá dầu lại giảm một chút các bạn bây giờ đã trả về mức là 78 đô 4 cent cho một thùng dầu điều này cũng không phải là xấu đâu tại vì chúng ta đã thấy được là có những cái thông tin như là ngày hôm nay đã thống đốc của Fed là Chris Waller nói sáng ngày hôm nay là lạm phát ở Hoa Kỳ đang chậm lại trở về mức mục tiêu là 2%. Một phần đó là nhờ vào cái chuỗi tăng lãi suất do Fed thực hiện và tin là không cần phải tăng lãi suất nữa. Và Chris Waller cũng là một trong những người mà rất là nhiều hầu các bạn thích siết chặt dòng tiền trước đây. Nhưng mà bây giờ dòng điều này nó cũng tương tự như là chúng ta đã nghe từ chủ tịch John Powell không tăng lãi suất nữa và đang chờ cơ hội để có thể giảm lãi suất. Và cơ hội đó khi nào mới có thì các bạn nhìn thấy được là Chris Waller cũng đã nói là có thể là cần vài tháng để có thể có lòng tin là lạm phát đã thực sự giảm xuống tiếp tục con đường giảm về 2% tại vì các bạn đang thấy được là cái này nó cũng không gì gọi là quá bất ngờ đâu Thu đã từng chia sẻ với các bạn chúng ta đã có 3 tháng liên tục phần trăm lạm phát tăng cái tháng này đã phần trăm lạm phát chỉ số CPI đã giảm trở xuống nhưng mà chỉ là một tháng thôi các bạn chúng ta đã có 3 tháng tăng trước đó thì đối với thuận để cho chắc chắn chúng ta cũng cần phải có thêm hai tháng nữa giảm xuống và động thái liên quan tới giảm cái giá dầu đó cũng sẽ có hiệu ứng đó các bạn sẽ khiến cho phần trăm lạm phát ít nhiều gì cũng đóng góp cái phần để mà hạ cái phần trăm lạm phát xuống và còn về hợp đồng của vàng ngày hôm nay đó thì các bạn nhìn thấy được là cũng rất là tốt tuy là giảm một chút xíu các bạn nhưng mà vẫn hơn 2.400 đô bây giờ là 2.419 đô cho một ounce vàng và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, 4E, Binance, Alineax, một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn